thể nói, Phương Diễm là nữ diễn viên có tuổi nghề ngắn ngủi nhất trong số những nàng thơ của nữ sĩ Đài Loan Quỳnh Dao. Chưa kịp thành ngôi sao hạng nhất, cô đã vội rẽ sang ngã khác, chọn cho mình một chuyện tình lắm điều tiếng. Nổi tiếng và cuộc sống nhung lụa. Phương Diễm sinh năm 1974 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Học viện Vũ đạo Bắc Kinh nhưng lại bén duyên với màn ảnh. Tuy nhiên, sự nghiệp của Phương Diễm lại lận đận. Trong nhiều năm, cô chỉ đảm nhận những vai nhỏ lướt qua màn ảnh. Nhiều người vẫn nghĩ Phương Diễm lần đầu góp mặt trong phim của Quỳnh Dao là Hoàng Châu Cách Cách 2. Tuy nhiên, bộ phim đầu tay của Phương Diễm và cũng là lần đầu xuất hiện trong phim Quỳnh Dao là Mai Hoa Tam Lộng năm 1993, bên cạnh Mạc Cảnh Đào, Trần Đức Dung. Tuy nhiên, đây chỉ là một vai hầu gái nhỏ không ai nhớ đến. May mắn chỉ đến với cô khi được mời vào vai Tình Nhi trong Hoàng Châu Cách Cách 2. Tình Nhi tuy có đất diễn khá khiêm tốn, nhưng ngay khi vừa xuất hiện, khán giả đã lập tức ấn tượng và ghi nhớ. Không chỉ sở hữu nét đẹp tinh tế, sáng ngời, Tình Nhi còn là sự kết hợp giữa Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vi, nhưng ở một phiên bản nâng cấp hơn. Dịu dàng, nhu mì nhưng không yếu đuối, màu nước mắt, lém lỉnh, đáng yêu, nhưng không vô lối, bừa bãi. Tình Nhi được kẻ trên người dưới đều yêu mến. Xuất hiện không nhiều, nhưng Phương Diễm đã khiến Tình Nhi bừng sáng và được yêu thích không kém gì các nữ chính. Dù là vai phụ nhưng nhờ sự thành công vang dội của bộ phim, các diễn viên tham gia đều thành sao hạng A. Vẻn vẹn xuất hiện trong 4 tác phẩm của Quỳnh Dao, một vai siêu phụ, hai lần vào vai Tình Nhi 1999 và 2003 và một vai khách mời chưa từng đóng vai chính, nhưng Phương Diễm vẫn được xếp vào danh sách các nàng ngọc nữ lúc bấy giờ. Có lẽ Phương Diễm sở hữu mọi tố chất cần có, diễn xuất tinh tế, nhan sắc đầm thắm và có duyên với khán giả. Và không thể phủ nhận, những lần xuất hiện trên màn ảnh nhỏ dưới kim bài Quỳnh Dao đã giúp người đẹp Bắc Kinh đến với cánh cửa sự nghiệp thanh thang. Sau này, Phương Diễm lên nữ chính với một số tác phẩm như Võ Lâm Ngoại Sứ, Thời Niên Thiếu của Trương Tam Phong, Tứ Danh Đại Bổ. Cùng với một loạt tác phẩm này, Phương Diễm được mệnh danh là một trong những mỹ nhân cổ trang đẹp nhất màn ảnh Trung Quốc lúc bấy giờ. Nhưng Phương Diễm không quan tâm tới sự nghiệp. Theo Sina, nữ diễn viên nảy sinh tình cảm với doanh nhân hơn 11 tuổi trên Vương Chí Tài ngay khi vừa tốt nghiệp đại học. Vương Chí Tài từng ly hôn và có con riêng. Doanh nhân này giàu có nhưng cũng có tính đa nghi. Khi đến với Phương Diễm, Vương Chí Tài chỉ xác định đây là chuyện vui vẻ nhất thời. Hai người tiến một bước dài trong tình cảm sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Giai đoạn đó, Phương Chí Tài gặp nhiều sóng gió về công việc, Phương Diễm luôn ở bên động viên. Năm 2000, Phương Chí Tài chính thức kết hôn với Phương Diễm. Với vai vế vợ trùm bất động sản Bắc Kinh, Phương Diễm một bước trở thành phu nhân. Tại thời điểm đó, Phương Chí Tài sở hữu nhiều khối bất động sản lớn tại Bắc Kinh, tài sản của ông ước tính hơn tỷ USD. Phương Diễm sống ở biệt thự mang tên Vương Phủ Tỉnh Thế Kỷ, có tầm nhìn thẳng về phía Tự Cấm Thành. Biệt thự này giống như một hoàng cung thu nhỏ, toàn bộ kiến trúc trong biệt thự đều do những kiến trúc sư hàng đầu Trung Quốc thiết kế. Thường ngày, cô di chuyển bằng Rolls Royce thay vì đi bộ mua đồ. Mẹ chồng Phương Diễm là hoàng tộc Thanh Triều, quan hệ hai mẹ con rất tốt, bài đù cho hay. Người trong giới đến thăm nhà Phương Diễm từng phải thốt lên, cuộc sống đời thực của Phương Diễm giống hệt Tịnh Nhi Cách Cách ở Tự Cấm Thành trên phim. Trong lần trò chuyện với báo chí, Phương Diễm vui vẻ kể về sự giàu có. Tôi từng đọc tin đồn được tặng những kim cương và vài chiếc xe sang khi mang bầu. Thực ra đó chỉ là quà tặng sinh nhật của chồng dành cho tôi mà thôi. Có điều, dịp sinh nhật lại đúng lúc tôi đang mang thai nên thành ra trùng hợp. Tờ Tân Kinh báo nhận định Phương Diễm là quý bà giàu có bậc nhất Bắc Kinh khi trong tay cô đứng tên không dưới 10 bất động sản là nhà cao tầng và biệt thự. Phía sau bức màn nhung lộng lẫy ở Vương Phủ Tỉnh. Có nhiều câu chuyện xung quanh cuộc sống hôn nhân của Phương Diễm. Cô và Vương Chí Tài biết nhau vào năm 1995 qua sự giới thiệu của một người bạn khi cô mới 21 tuổi. Không rõ lúc hai người biết nhau, mối quan hệ giữa Vương Chí Tài và người vợ kia đã chấm dứt hay chưa, nhưng có nhiều bài báo cho rằng Phương Diễm là kẻ thứ ba. Cũng có nhiều nguồn tin cho rằng Phương Diễm cố bám đại gia bằng nhiều cách. Có điều, Vương Chí Tài từng nói, lúc mới quen nhau, Phương Diễm không hề biết bạn trai mình giàu có. Đến năm 1997 khủng hoảng tài chính, doanh nhân họ Vương bị thiệt hại kha khá, lúc đó nàng Tình Nhi mới biết rõ thân phận khủng của người yêu. Năm 1996, Phương Diễm và Vương Chí Tài đăng ký kết hôn. Năm 2000, cặp đôi chính thức đại tiệc. Có thể nói dù chưa phải là người nổi tiếng, Phương Diễm vẫn có một chỗ dựa vô cùng vững chắc và thế lực. Năm 2006, cô hạ sinh bé trai đặt tên là Cầu Cầu. Mẹ phú con vinh, ai cũng nghĩ Phương Diễm có một cuộc sống viên mãn không cần lo nghĩ. Hôn nhân kỳ lạ, vợ chồng ở riêng. Dù vậy, Phương Diễm có hạnh phúc hay không vẫn là một câu hỏi mà nhiều năm nay công chúng quan tâm. Phía sau bức màn nhung lộng lẫy, không ai thực sự biết Phương Diễm sống như thế nào. Một người chồng đại gia có thể thấy một cuộc sống không cần lo toan vật chất, nhưng không đồng nghĩa với hôn nhân viên mãn. Có vô số những lời đồn thổi, trong đó tin Phương Diễm bao lâu nay vẫn sống trong cảnh phụ thuộc, không được chồng coi trọng là gây xôn xao nhất. Cuộc sống giàu sang nhưng đời tư của Phương Diễm luôn là ẩn số. Các bài báo từng tiết lộ nữ diễn viên 44 tuổi và chồng ở riêng sau khi cưới. Phương Chí Tài ở khu bất động sản khác, còn Phương Diễm sống cùng con trai và mẹ chồng tại Vương Phủ Tỉnh. Cuộc sống hôn nhân của Phương Diễm không êm ả như nhiều người tưởng, tác giả bài báo cho hay. Phương Diễm sở dĩ được bước chân vào gia đình họ Vương là nhờ vào sự ưu ái của mẹ chồng. Thời điểm quay Hoàng Châu Cách Cách, mẹ Vương Chí Tài mắc bệnh nặng, Phương Diễm đã hủy lịch quay để có thể chăm sóc bà ngày đêm. Đáng tiếc, sau lễ cưới, hai vợ chồng chưa bao giờ xuất hiện chung. Gần 20 năm qua, Phương Diễm chỉ dự sự kiện một mình hoặc đi cùng con trai. Cô từng thừa nhận về cuộc sống không ngọt ngào sau lễ cưới.
Ngày tôi sinh con, tôi nhìn thấy rất nhiều người chồng đang âu yếm, dỗ dành vợ. Con tôi từ phòng mổ ra chỉ có một mình. Vừa chỉ tài công đến, lúc đó tôi tự hỏi chồng của mình đang ở đâu. Hôm sau anh ấy mới giải thích đến viện là vội thăm con trai nên quên mất vợ. Cô chia sẻ. Nữ diễn viên Hoàng Châu cách còn đối diện với sự lạnh nhạt từ con trai. Con trai Vương Diễm từ bé được nuông chiều, sống giàu sang nên cũng không coi mẹ ra gì. Có lần Vương Diễm đưa con tham gia game show, cậu bé không ngại cãi nhau với mẹ trước ống kính. Bé gọi mẹ là đồ heo, tát mẹ giữa nơi đông người. Chỉ cần không thuận tay, cầu lao vào đánh mẹ tới tấp. Cậu bé chơi bài mẹ nghèo, keo kiệt, đòi mẹ mua xe Audi A8 để đi học thay vì đi bộ, một người trong ekip tiết lộ trên. Trong nhà, cậu chỉ nghe lời cha, cậu bé không coi mẹ ra gì. Có lần, MC chương trình hỏi cậu bé nhớ Nhung khi mẹ vắng nhà hay không. Cậu thản nhiên nói, mẹ đi khỏi nhà càng tốt, nguồn tin từ tờ China tiết lộ. Tôi nghĩ trẻ con luôn cần đến sự giáo dục và trưởng thành dần dần. Khi cháu đối diện với khó khăn, cháu sẽ hiểu giá trị của sức lao động và đồng tiền. Cháu giờ cũng yêu thương mẹ hơn, Vương Diễm trải lòng. Vậy nhưng, sóng gió thực sự ập đến với Vương Diễm vào tháng 2 năm 2019. Hàng loạt các tờ báo giải trí hàng đầu xứ Trung cho biết, đại gia Vương Chí Tài, ông xã của Tình Nhi Cách Cách, bị một sông bài Singapore tố cáo quỵt nợ số tiền thu bạc lên đến 14 triệu đô la Singapore, hơn 230 tỷ đồng. Dù rằng có thông tin Vương Chí Tài đã kháng cáo thành công, tuy nhiên, có nhiều tờ báo cho hay, đại gia này rơi vào tình trạng sắp phá sản. Sau bê bối của chồng, người hâm mộ bỗng thấy Vương Diễm quay trở lại làng giải trí dồn dập, có những lời đóng ba bộ phim, thậm chí còn tham gia show truyền hình. Từng im hơi lặng tiếng suốt nhiều năm, nhưng Vương Diễm quay trở lại showbiz khiến nhiều người cho rằng cô muốn kiếm tiền phụ chồng vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Nhìn hình ảnh tiêu tụy của nữ diễn viên, nhiều người không khỏi xót xa cho một nhan sắc từng quyên đảo làng giải trí hoa ngữ một thời. Tại các sự kiện lớn của giới bất động sản Bắc Kinh, Vương Diễm thường ngồi ở vị trí trang trọng nhất. Cô xinh đẹp, trẻ trung và có phần phát tướng ở tuổi 44. Không nhiều doanh nhân nhận ra cô là Tình Nhi Cách Cách năm nào của Hoàng Châu Cách Cách. Họ hiện chỉ biết tới cô như một doanh nhân, vợ ông trùm bất động sản. Soho từng có bài viết Vương Diễm cuộc sống nhung lụa phía sau từ Cấm Thành. Tác giả bài báo cho rằng trong dàn diễn viên Hoàng Châu Cách Cách, Vương Diễm là thế lực ngầm đáng nể. Suy cho cùng, hạnh phúc hay khổ đau đều là con đường mà Vương Diễm đã chọn từ 25 năm trước. Ngay từ ngày ấy, nàng ngọc nữ đã chọn gia đình, tình yêu thay vì sự nghiệp và đến giờ cô vẫn tiếp tục kiên trì với sự lựa chọn của mình, dù đã từng có rất nhiều cơ hội để nổi bật như một vì sao sáng nhất.